của cá. Đi câu mực vô cả nhà ơi, mực nhiều lắm. Rồi. Đó mình dính thấy không? Cả nhà ơi. Còn 200 quá trời khổng lồ cả nhà. Xin tạm dừng cái video tại đây nha. Rồi. Xin chào cả nhà. Hello, xin chào tất cả mọi người nha. Rồi, cả nhà ơi. Hôm nay thì xin sẽ dành tặng cho cả nhà một cái video về đêm. Thì nó cũng không sáng rõ thì cả nhà cũng thông cảm với mình nha. Mình đã canh nước này cũng đã khá lâu rồi. Thì mấy bữa trước là nước cao quá, mình không thể nào mà đi soi cua ở đảo này như thế nào. Thì mình chỉ đi soi dọc dọc gần đây thôi để mình cùng xem thử là bao nhiêu con cua nha cả nhà. Thì hôm nay mình sẽ bắt đầu đi bắt một số con ghẹ ăn cua ở đây để mà mình làm một cái món ăn nào đó thật là ngon, hay là một cái món bún cua, hay là một cái món ramen đó cho cả nhà cùng xem. Bây giờ đi nha. Bây giờ cả nhà, bây giờ đêm nay thì mình sẽ cùng với thằng em của mình đi soi thử coi có cua gì không nha. Ban đêm thì nước cũng cạn rồi, thì cá nó cũng hay nhiều lắm. Đây có ốc bi đó cả nhà, ốc bi bự nha. Đây là ốc bằng chan. Kiểm tra thử có cua gì không. Ê, tao đâu? Đây, cua bự, cua bự, cua bự. Ra đây. Đi, lấy bọc, lấy bọc. Nè, từ từ, đây, đây. Cái nhà ơi, mình dính được con cua nè, cái nhà. À, dính được con ghẹ thấy không? Cái nhà thấy không? À, mình đã dính được một con ghẹ. Quá dữ. Cảm ơn xin. Để em đi lấy cái bọc kìa. Lấy bọc. Em cầm lên không đi? Thôi, quay, 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 quay. Cái nhà ơi, mình dính một con cua cái nhà nào. Con nó kìa, con nó kìa đó. Nhỏ quá. Không, con dính là được rồi đó. Xin. À, đi đi, đi vô lọc đi. Ừ. Đó, bữa nay cua nhiều nè. Hôm qua em cua em ăn toàn là hộp của mình. Đây, mình có thằng em của mình nó mới đi biết rồi. Rồi, coi con em mình nè. Nó mới đi câu mực vô cả nhà ơi, mực nhiều lắm. Xách vô đây, xách đây. Cái nhà, nó mới bằng cái bè nên mực có đi nhắc là nhiều cả nhà. Động lên đây. Đây là mực tươi cả nhà. Ở đây có mì ăn. Giờ mình sẽ đi kiếm thêm mấy con. Mấy đứa con gì á? 5 con à. Có bự không à? Ôi tối quên nào ăn nữa. Rồi 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 đi đi. Giờ mình đi kiếm cua mọi người ơi. Đâu cua đâu rồi? Đây nè. Vô đây vô đây. Ê đừng đi dưới nước, em đi lên trên bờ đi chứ không? Đi lên đá đi, để nó nghe nó động rớt nó đi. Có ốc quá hả? Ừ, có con bự cả nhà không? Con này là mình đã từng quay cho mọi người xem thấy không? À. Đừng con bự rồi, cầm cầm cầm. Cảm ơn xin. Khoan khoan, em để bên kia đi, nó chạy qua kia kìa. Em đi đi, đi nghe. Rồi đâm qua kia. Đâm sao hay vậy, không thấy nó đâm hay vậy. Gỡ đá lên luôn đi. Anh cầm đi. Chở vô hang mẹ rồi.
con cá lại, con cá lại. Cái gì vậy? Nó vô hang mọi người ơi. Đi ra, đi ra. Đi ra nó thêm đậm nó lẻ lên chợ. Thấy chưa? Trời. Anh cầm đi, anh cầm đi. Nó chạy mọi người ơi. Lại nó xảy nữa coi. Ốc quay bự kìa. Lượm ốc quay bự luôn. Chạy chạy. Chạy nhanh lắm. Dở con này lên đây. Rồi sao đây, sao đây, sao đây. Bước, từ 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 đi anh nha. Đi đâu, đi. Để lên đá đâu. Ừ, đá đi, lên đá đi. Cô bự của nhà ai, cô bự lắm của nhà. Nghe thấy không, heo lắm nghe đó. Nghe thấy không, nó bự lắm. Dép đè lại nha. Mấy mày bắt nha. Dép anh nè. Dép anh nè. Nè 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 nè. Ê dính này nè, dính nè. Ở đâu đi, đâu đi, đâu đi, mạnh lên. Mày tôi thằng cổng này thôi, tôi không cổng cái đi. Nè nè nè. Dính này cả nhà, dính này cả nhà. Mạnh lên. Ôi lắm. Thôi từ 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 từ. Lắm rồi, lắm rồi. Lắm nhà, bự lắm nha, bự lắm. Quá. Bỏ vô, bỏ vô, bỏ vô. Cầm như cái tiền, cầm như cái tiền. Đó, mình đã dính con cua rồi bự ơi. Nói chung là phải tối nay anh em đổi thú với nhà, cua nhiều lắm. Cái này mấy anh em mình sẽ làm để đam mê. Các bạn thấy không? Đây là con ốc bi. Đó, con ốc bi. Con ốc bi cả nhà. Kiếm được con ốc bi cả nhà đó. Và cái nước ở đây thì nó trong lắm mà cũng dễ đi đúng không nhà, mình đi từ từ hồi đó là cũng được vài con. Chút nữa mình sẽ quay cái chỗ cũ á, cái chỗ cũ thì cua nó nhiều hơn, mình được còn thêm một con nữa cả nhà ơi. Con này em đừng chạy đi ngủ ha, chỉ đừng con nữa cả nhà. Đây thì tối nước á, nó trong trong quá nhà. Bây giờ nó đi nhẹ nhẹ để mình bắt. Được dễ lẹ lắm. Cú bự lắm, cú đúng rồi nhà. Nhà thấy không? Đó. Cú bự ghê không? Đó, cú bự ghê quá nhà. Đây đây, ê, nó động ở đây. Đừng 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 có đi mạnh quá. Đứng ra đi, đưa chỉ đây được rồi, đưa chỉ đây. Mình có nhiêu cú bự nào? Đi ra, đi ra, đi ra, đi ra. Vô, vô hàng cái nhà. Anh mở này lên, chuẩn bị nó nằm trong đây nè. Được nha, nhớ canh thì kỹ nha. Gọi xa lên, gọi cao lên. Đặt, gọi cao cao lên. Được nha, gọi nhẹ. Anh lấy đầu giúp anh sẵn, cái mấy chai ngày nãy đi em xin. Chờ tiếp anh đi. Mấy không có thấy đầm nữa. Hiểu không? Cái từ 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 từ. Cái cái. Nó giúp mình chụp hình rồi không xin. Thôi. Chụp nha. Chồng đặt lùm đi. Từ từ. Ê ê ê ê. Ê. Từ từ. Ê ê ê. Chạy chạy. Cái bài gì đâu. Rồi rồi rồi. Trời cua chắc quá. Lắm luôn. Rồi, chín cả nhà. Trời ơi nãy giờ. Mặt cũng chết. Đâu? Là mình sẽ quay lại chỗ cũ cả nhà. Đó, bây giờ đi nhẹ nhẹ thôi. Thì mình bắt hồi nãy giờ cũng được chục con rồi cả nhà ơi. Giờ mình đi nhẹ nhẹ thôi cả nhà. Cua đây cũng bự lắm nha. Nói chung là mình bắt đầu đi bắt những con cua mà bự á. Tại vì hồi nãy mình đi thì cũng hơi sớm sớm xíu, bây giờ cũng bắt đầu trễ rồi. Bây giờ mình đang quay lại cái chỗ cũ. Giờ mình đi nhẹ nhàng lại coi thử coi còn con bự nào đây nữa không.
cái cá nhỏ nhỏ xíu. Bắt là bự bự không còn. Đó, lấy lên cái nhà xem nha. Con này thì mình không biết nó là con gì nữa nha, mà nó đi cá cặp luôn. Đi tới cá cặp thì đây cả nhà, đây là con đang con nè. Mình tưởng bồ ngư luôn, tưởng bồ ngư chứ nó đi cá cặp với cả nhà này, không đó, mình tưởng bồ ngư. Con nhỏ xíu à, bỏ. Ê, dừng đâu, có ê. Đó nó ừ, hai con luôn một con. Một em từ bên đây nè, bên con á, đầu đây cầm nó ăn kia. Trời ơi, để cho anh đi, con này nhỏ xíu à. Nè cả nhà, đó cua nãy giờ mình bắt nữa nha, thấy không? Ê, dãy càng nhỏ rồi, năm chiên càng luôn. Có ăn không? Có ăn thì bảo. Biết muốn làm gì cho mọi người. Lụm đi ra. Ha, con nó kẹp vô hốt á. Thấy không? Em nói là con cua đây nè, anh xin thấy luôn. Khoan, nó trơn lắm à. Đâm cũng hụt nữa. Rồi lắm. Do cái chỉ là bị méo rồi kìa. Ê, con con kìa. Nằm cho hốc, nằm cho hốc anh thích. Kìa. Nhiên nó tiếng bơ à, đi hệt đá hả? Từ. Nè. Em giờ qua em thấy mắt này mới biết đó. Thấy. Nó ngụy trang nữa chứ. Bắt giữ luôn. Đầm con này giống đầm con luôn vậy. Ê, trời, chở đi chứ. Bây giờ mình phải đi về cái nhà. Nó có lấy không? Mày có thấy nó lấy không? Mình bắt được cái này nè. Nhà thấy không? Có cá bằng hết rồi nè. Nói chung là trong đây cũng tầm có trên 10 con đó nha. Nếu mà mình đi nữa thì cua nhiều lắm. Giờ mình đi về ha. Mình làm cái món gì đó giờ mệt quá mọi người, mình tắm nha. Chào cả nhà. Cả nhà ơi, hôm nay thì bắt đầu mình sẽ coi thử coi là
mấy cái con cua này á sẽ nấu món gì cho cả nhà xem nha. Bây giờ bắt đầu mình sẽ đi sơ chế, nghĩa là mình sẽ rửa cho sạch sẽ xong bắt đầu mình sơ chế với nó, mình ướp hay là gì đó, bắt đầu cái mình sẽ lên một cái món ăn nào đó thật là ngon. Bây giờ bắt đầu mình làm món ăn ngon ngon cả nhà. Mình vừa mới làm xong sạch sẽ tất cả cua nè cả nhà. Đó. Đây là những cái con cua mà hồi tối mình bắt được đó. Bây giờ mình sẽ làm bún nha mọi người. Đó. Đây là của thiên nhiên. Lá cơm đây con xem. Đây là rau câu này, rau câu ở đâu vậy? Trong bờ nhỏ em của mình nó dở quá nhỉ, nhỏ em mình nó chắc không có được tốt.
mời mọi người nha. Xong rồi chúng mình cho ăn bún. Này nhà tự làm. Nào mà học mua. Cùng thưởng thức cho mình cái món bún cua nha cả nhà. Đây là bún cua nè, cục cua nè cả nhà. Đó, đây là cục cua nè. À, cua của mình thấy không? Quá đã. Ôi, giờ đây là cái chả nha, đây là cái chả. Mời mọi người cùng thưởng thức cho mình cái món bún cua này cả nhà. Bún cua. Mệt quá, có chỗ bún mới chịu. Quá ngon. Nói đây. Cho miếng cua, cho miếng. Ngon. Ngọt ngọt. Thịt cua ngọt ngọt. Ngon. Có tôm nè, tôm có đảo luôn. Miếng cua, lấy cái bụng múc cua nè. Có cái miếng cua nè, đầy ngon nè. Ngon quá cái nhạy. Quá chất lượng luôn cả nhà ơi. Ngon quá. Đây là tôm ở đảo mình luôn. Đó, tôm này là mình đảo mình đánh bắt luôn cả nhà. Nói chung là hải sản này đều tươi hết. Một cái tô bún cua quá chất lượng luôn mọi người. Tối nay để coi thử coi nếu mà nước mà không lớn á thì mình sẽ đi soi cua thêm một lần nữa ha. Để coi chiếc này có cua bự không cả nhà. Hồi tối thì mình sảy cua rất là nhiều. Cua bự luôn. Đây là cái miếng cua này cả nhà, nó cái miếng nhỏ nhỏ nè, cái miếng này nè, là cua nè. Đó, cái này là cua nè. Đó. Nhiều khi mình đang ở quán mà đâu biết là cua này là cua như thế nào đâu cả nhà, tươi hay là ương hay là dơ gì đâu. Còn đây là mình bắt ngay tại bờ biển mình luôn, rồi đầu cái mình đem ra mình dầm ra làm bún luôn. Chất lượng ngon. Nha, đây là một tô bún quá chất lượng luôn mọi người. Đó. À, bún này thì mình cũng mua tại đây luôn, thì người ta cũng sản xuất ngay tại đây luôn, cái nhà bún á, ta tự làm luôn. Rồi mình mua về cái mình ăn luôn. Trong này có da heo, có da heo rồi có cua, rồi nhiều lắm mọi người, nói chung là nhiều lắm, mình chỉ biết như vậy đó thôi. Vậy đi hai nhà, nếu tối nay mà nước nó xuống thì mình sẽ đi soi thử coi. Hồi tối qua mình sảy rất là nhiều cua bự. Mà do cái kiểu của mình á, cái cây đâm của mình á, nó bị lục đâm tới. Như là thằng em mình sức yếu nữa. Tại mùa này á, cái tháng này là cua kiểu như này nó chắc á, cái dạng chắc dữ lắm. Nên đâm vô cứ. Vậy tối nay coi thử coi nha. Rồi mình sẽ xem thử coi là tối nay bắt được bao nhiêu con nữa. Còn không thì nếu mà nước lớn thì thôi, mình chỉ đành quay tại đây thôi. Bây giờ mình sẽ ăn cho no ha. Cái tô bún cua này. Rồi tối nay mình sẽ bắt đầu đi bắt cua tiếp nha cả nhà. Để coi thử tối nay mình soi nhiều không nha.
cái da heo. Da heo mọi người. Tôm này là đó mình là họ đánh bắt xa xa đảo cả nhà. Những cái loại hải sản cũng vẫn ở đây thôi. Không có xài, không có ướp ba cái hóa chất gì ở đây cho cả nhà. Nói chung hải sản ở đảo rất là nhiều và ngon và tươi luôn. Sảy rồi nhà ơi, sảy rồi. Không đâm được, khó đâm quá. Có làm gì khó đâm quá. Khó đâm quá mọi người ơi. Cũng còn gai cái nhà ơi. Còn nhà đấy không? Thì là con gai ở giữa chỗ mình rồi. Đó, ống hồn bự không? Nó con đê gì cũng xuất hiện. Thấy không? Đó, ống hồn. Thả đi. Con cua này cả nhà, cua đá này, cua đá nha. Đây là cua đá. Một cua cúm. Bỏ vô đây. Vô nước thì xin này. Cả nhà, thấy không?
Này con cá này bự vậy nha. Cá mới dài. Cá xanh xanh nhỏ cả nhà, bơi vô bờ. Nhấp con cá. Cả nhà ơi, mình lượm được con hải sâm rồi cả nhà. Lộn, bắt được con hải sâm rồi cả nhà. Ừ. Cả nhà. Đó, đây là con hải sâm rồi cả nhà. Tối nay mà mình cũng bắt được một con hải sâm. Quá đã, bỏ vô đi. Anh xin một con, kìa, một con đồng hai, một con nằm dọc, anh bắt con lại đi kìa. Con lại kìa. Đó. Bự quá cả nhà ơi. Ây da. Ây da. Cả nhà ơi. Con hải sâm quá trời khổng lồ cả nhà. Nó bự ghê. Con hải sâm bự ghê cả nhà. Ê, theo đây. Đây. Hải sâm. Con quay phim cho bạn 100.000 á, xin ạ. Con phim cho. Là mới bắt mình đã đâm được cái như này. Mà đổ lên đi. Nó chạy chạy. Đi bắt đổ bọc nè. Nhiều con còn sống á. Nhiều không quay nhiều luôn á. Đây là hải sâm mọi người. Còn đây là cua nhà em trong một đêm nay của mình. Còn con cá nữa rồi. Như đây là gà gam được rồi nè ha. Ok, lồng hai sức. Như đây nào cái nhà mình đã trong đêm nay mình bắt ngay cả nhà. Đó. Rồi. Vậy nha cả nhà. Thôi mình xin tạm dừng cái video tại đây nha. Rồi. Xin chào cả nhà.